bất kỳ ai cũng có cho mình một địa điểm ăn uống quen thuộc để thưởng thức những món ăn yêu thích nhất. Thế nhưng, bạn có chắc rằng việc thưởng thức thường xuyên, thậm chí là mỗi ngày, sẽ giúp bạn nhận ra được mùi vị quen thuộc của món ăn mình không? Chương trình Quán Quen Món Ruột với vật mắt hoàn toàn mới, người tham gia thử thách của chương trình sẽ phải làm mọi cách nhìn, nếm, loại trừ và tập trung cao độ để chọn ra trong 4 phần do 4 đầu bếp nấu, trong đó chỉ có 1 phần là do đầu bếp của chính nhà hàng làm. Thật không dễ chút nào phải không? Vì nếu đoán sai, người tham gia thử thách sẽ phải chịu hình phạt nho nhỏ của chương trình. Hãy chờ xem khách mời hôm nay sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào nhé. Quý khán giả thân mến, quý vị đã có một cái Tết như thế nào? Còn Huy thì có một cái Tết rất là vui, tại vì được nghỉ ngơi ở bên gia đình và người thân của mình. Và hiện tại thì Huy đã trở lại với công việc và trở lại với quý vị khán giả của chương trình Quán Quen Món Ruột. Và ngày hôm nay thì Huy đang có mặt tại nhà hàng Sanfulu, một nơi rất là quen thuộc của một cô gái. Cô ấy là khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và cô ấy bước ra từ một cuộc thi âm nhạc. Và cô ấy tên là Hương Giang Idol. Và Huy đang đứng ở đây để chờ cô ấy tới và dắt cô ấy lên cái quán quen của mình. Không biết là cô ấy đã đi tới đâu rồi nữa. Chờ nãy giờ, nói nãy giờ mồ hôi quá trời luôn mà chưa thấy cô ấy đến nữa. Em chào anh Huy, dạ nãy giờ chị Giang đang đợi anh trên lầu. Lỗi là tại Huy. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân Huy và chị quản lý đây đi lên trên để gặp Hương Giang Idol nha. Đi thôi. Ủa sao sẽ đến nơi ta? Vì sao vậy ta? Chào Giang. Thôi đi, đừng xào nữa đi. Chờ lâu lắm rồi. Nãy giờ tôi tưởng bạn chưa tới. Sao tôi đứng ở dưới tôi trách móc một hồi. Xong chị quản lý chị nói á là trời, chị Giang chị ngồi trên đây đợi anh cũng lâu rồi. Thôi bây giờ lên đây rồi. Còn chị quản lý á, tôi kêu chị đi ra ngoài chuẩn bị cái món ăn. Thôi. Cái món bà chị đi ra ngoài luôn đi. Mà tại sao mà tưởng gì mà tưởng? Tôi đây hẹn đúng giờ không lên là cái tưởng. Trời ơi, cái gì khách mời cái này chặt chém tôi quá vậy nè. Tôi nói là cái chị quản lý á, chị đi chuẩn bị cái món mì ê phu xào thịt vịt xé sợi sốt tiêu đen, cái món mà Giang hay ăn đó. Tôi thích món đấy tại vì tên dài. Nghe là món đấy tôi thư giãn. Trời đấy. Hơi nhau nhở, thư giãn. Ngày hôm nay á là chương trình sẽ thử thách Giang với cái món ăn đó luôn. Cái món ăn đó thì bây giờ sẽ đem lên đây. Nhưng mà trước hết á, chúng ta sẽ gặp gỡ 4 vị đầu bếp. Nhưng mà đến ngày nào tôi cũng ăn, tôi chắc chắn là nhận ra là món nào là món của nhà hàng đấy. Nói nghe nè, khách mời nào cũng nói vậy hết trơn á, nhưng mà tới cuối cùng thì mới biết được kết quả ha. Tại vì đầu bếp ở đây là đầu bếp tuyển không à. Gài vô nhưng mà tuyển không à. Giờ gặp gỡ coi cái gì tới như thế nào nha. Ok, xem có đẹp trai ha. Đẹp trai ha. Tươi xanh. Rồi xin mời các đầu bếp. Wow. Thấy chưa, tôi nói rồi. Đẹp trai hết, 4 vị đầu bếp đều đẹp trai hết à. À không, đầu bếp đẹp như nhà hàng. Như nhà hàng đẹp, đầu bếp đẹp. Rồi, thấy chưa, đẹp trai không nè. Đó, đẹp trai chưa. Đẹp trai xinh gái. Rồi, bây giờ đầu bếp ra rồi. Thì bây giờ mình còn chờ gì nữa mà không kêu món ăn lên đúng không? Đâu, dĩa mì của tôi đâu rồi? Xin mời chị quản lý. Tên. Đã không lâu đâu chị, một tiếng thôi chị ạ. Nói mì y phu sản phẩm sốt chua đen nè. Wow. Nghe cái tên tôi thấy thấm chớp đầy đầu. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ em tự quyết định em đổi tên này món mì là món mì thư giãn. Mì thư giãn không? Tự đặt tên cho nó ngắn. Rồi, đây là cái món quen thuộc của mình rồi. Thì trước tiên á thì Huy sẽ mời các vị đầu bếp giới thiệu profile nhẹ nhẹ cho Giang. Sau đó là sẽ em có một cuộc điều tra nhỏ đấy. Rồi, xin mời bạn đầu tiên. Chào Huy Giang, mình là Tú, đầu bếp ở nhà hàng Sanfulu. Dạ. Anh là đầu bếp ăn sao? Anh làm đây bao lâu rồi? Ủa đây chưa điều tra mà. Luôn chứ. Làm đây cũng 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm mà vẫn ngại ngùng thế á. Gặp khách vẫn ngại ngùng nhờ. Rồi, không phải được hỏi nhiều, hỏi nhiều hồi lộ ha. Rồi, xin mời anh. Dạ, xin giới thiệu mình là Kỳ. Mình là đầu bếp của nhà hàng. Dạ. Anh Kỳ đó. Kỳ, anh là thường xuyên làm ca sáng hay trưa hay tối anh? Dạ, thường thì làm ca chiều. Ca chiều, cho nên là mắt anh nhổ buồn, hoàng hôn, đúng không? Chắc vậy. Chị em. Dạ. Em tên là Lai ạ. Em hiện tại đang làm ở nhà hàng Sanfulu. Lai, chị có Lai không chị?
Dạ không. Em thấy chị giống người người Tây, giống Ấn Độ. Giống Ấn Độ nhỉ, giống Ấn Độ. Trong phim gì đấy, cô dâu 108 tuổi gì đấy. Hơi hơi giống nhỉ. Cô dâu 1800 tuổi rồi, xin mời người cuối cùng. Dạ. À, em là con Tuấn Hào. Tuấn Hào. Dạ. Anh Hào làm đây bao lâu rồi ạ? À, làm đây cũng năm mấy rồi. Năm mấy rồi ạ? Dạ. Anh có hay order món mì này không? Dạ, cái sông Vũ Đồng mì nổi tiếng là cái mì vịt xé xào. Thế thôi đúng không? Anh làm đúng không? Dạ. Rồi. Khách mời hôm nay của chúng ta rất là nguy hiểm. Điều tra rất là kỹ. Mà điều tra kỹ vậy rồi á thì có đoán được ai chưa? Có đoán được ai chưa? Bây giờ mình suy luận đi. Có tí suy luận thôi. Rồi giờ để dành đúng không? Rồi. Bây giờ mời Giang ăn lại cái món này để Giang có thể nhớ lại cái hương vị quen thuộc của mình. Dạ, đây, mời Giang nha. Xin mời Giang ăn lại cái. Dạ, ăn luôn đi. Rồi, phải ăn chứ, để lát nó hỗ trợ cho Giang hiểu không? Bên cạnh đó thì Huy cũng xin mời bốn vị đầu bếp của chúng ta thưởng thức cái món mì này để xem cách làm như thế nào để một lát nữa chúng ta có thể thực hiện lại món mì này, đánh lừa làm sao cho khách mời ngày hôm nay không đoán được và trả lời sai. Rồi, xin mời bốn vị đầu bếp chúng ta hãy cùng nếm cái món mì này. Tự nhiên, coi như đây là nhà của mình đi. Nhà của mình mà. Tự nhiên thôi ạ, uống ngon lắm nhở. Sao, cái hương vị có quen thuộc không? Thì bởi vì ăn nhiều rồi nhưng mà Huy chưa phát hiện ra không. Khi mà mình ăn cái món mì này thì cảm giác đầu tiên là mình ngửi ngay vị tiêu của nó. Đấy là cái đặc trưng. Và đặc biệt là hương vị rất đậm đà, sợi mì mềm, mềm mượt, đặc trưng của Saifalo. Và đặc biệt là nhá, thịt vịt thì của Saifalo là quá nổi tiếng rồi. Vâng, khách mời ngày hôm nay cũng chịu chặt chém còn hơn đầu bếp nữa. Bây giờ không biết là đầu bếp có bị hoang mang hay không. Thì hãy để dành thời gian cho bốn vị đầu bếp của chúng ta thực hiện bốn món đồ ăn, làm sao để cho mà Hương Giang không đoán được, cho bạn ấy khỏi tự tin ngày hôm nay nữa ha. Xin mời bốn vị đầu bếp lui vào bên trong để thực hiện món mì ngày hôm nay. Trời ơi, làm cái gì mà nhìn khách mời của tôi cười thân thiết quá vậy nè, quen lắm đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nó nghe nè, ngoài cái món ăn mà mì ơi phu xào thịt vịt xé sợi số tươi đen á, yeah, thì còn cái gì đặc biệt nữa không? Giới thiệu cho Huy với Giang đi. Dạ rồi, không để mình chờ đợi, em sẽ đem hết những cái món ngon của nhà hàng em ra để cho mình thưởng thức. Đem hết những cái món ngon luôn. Trời ơi, bữa nay Huy với Giang sinh nhật là Huy đấy. Ôi kệ, đi sắp lễ tình nhân rồi thì coi như hai mình coi nhau vì yêu nhau đi à. Vấn đề gì đó. Rồi, xin mời bạn có thể chuẩn bị những cái món ăn đó không? Dạ rồi, chị Giang và anh Huy vô làm đợi em xíu à. Nhiều lắm nè, bây đúng giờ nói nãy là nói dọn hết thì cái món ngon luôn. Tôi nghi chắc là các bạn này đã không đủ đâu á. Đủ đó, không đó. Món tới rồi à. Mà ngon nhất là cơm. Dạ đúng rồi. Đầu tiên là cho ăn cơm cái gì ạ? Vâng. Dạ rồi, món cơm này mình sẽ dùng kèm với lại hải sản hầm. Với lại đậu hũ. Wow. Đậu que, xào sốt, cơm khô ở đây của đặc trưng của nhà hàng em á. Dạ mình còn nữa à. Còn nữa hả? Rồi còn nữa, tới rồi. Luôn, tới luôn. Tới luôn rồi, thôi chưa Valentine hạnh phúc cho Valentine năm nay. Được, em là dễ thương lắm, cứ được ăn là em vui. Ai cho ăn em rồi. Cái này chắc chắn là gà luôn. Cái này chắc chắn là gà. Vậy nó không thể nào là vịt được. Dạ rồi, em xin phép gửi cánh gà ướp chao chiên giòn. Và món này rất là bổ nên em sẽ để ở bên phần của anh Huy ạ. Cái này là canh bào ngư không? Cái này là bổ để dành riêng cho Huy luôn. Huy là người đặc biệt. Dạ rồi, phần này là súp đuôi bò hầm. Ơi, cái này rất đặc biệt. Huy cần đó, Huy cần bồi bổ sức khỏe đấy Huy. Ăn đi cho khỏe. Dạ, còn phần này là phần món đặc biệt, rất đặc biệt của nhà hàng. Đó là món hoành thánh chấm đen tôm thịt. Còn không? Dạ món của mình chỉ có nhiêu đây thôi ạ. À. Rồi, đây là những cái món đặc biệt thôi chứ nhà hàng rồi còn rất nhiều món đúng không? Ủa, nhà ngon lắm rồi. Xin cảm ơn rất nhiều, nhưng mà nói nghe nè, bây giờ mình nói một chút xíu về mấy cái món ăn này đi. Nói về cái món gà đi, là cái món gà này nó có gì đặc biệt khác với những cái món gà mà bình thường? Nó hâm chao và sau đó nó này lên, chiên lên đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi sao gần quá vậy? Bởi vì nó là chao mà. Trời ơi, rồi cái món này. Dạ, cái hải này sản. Là đậu hũ hầm hải sản kiểu Tứ Xuyên của mình. Thì cái vị của nó hơi cay nhẹ một chút xíu và rất là ngon à. Chúc chị Giang và anh Huy dùng ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Vô tụi mì trước đi. Bây giờ hôm nay là mình nói với mì gọi là mì sô-cô-la xé sợi sốt tiêu đen.
Thôi, công đoạn đầu tiên trụng mì. Công đoạn này quá dễ. Trụng mì nhưng mà khi nào chắc nước chắc làm sao?